Dù phải đối mặt với các cáo buộc của tòa án, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang dẫn đầu danh sách nhận được đề cử ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Đến nay, Đảng Cộng Hòa đã có 8 ứng cử viên tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo tờ The Hill, tính đến ngày 14 tháng 6, nhóm vận động tranh cử của cựu Tổng thống Trump đã huy động được 6,5 triệu đô la Mỹ cho chiến dịch bầu cử năm 2024. Trong đó, chỉ tính riêng trong 3 ngày từ 12 đến 14 tháng 6, tức là sau khi ông Trump bị tòa án thành phố Miami triệu hồi, nhóm vận động của ông đã thu được 2 triệu đô la Mỹ trong một bữa tiệc tại câu lạc bộ những người chơi golf Bedminster. Số còn lại 4,5 triệu đô la được quyên góp trực tiếp từ những cử tri ủng hộ ông Trump. Hạ viện Nhật Bản đã bác bỏ kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với nội các của Thủ tướng Fumio Kishida do Đảng Dân Chủ Lập Hiến Nhật Bản, Đảng Đối Lập Chính đệ trình. Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã loại trừ khả năng giải tán Hạ viện trong kỳ họp Quốc hội hiện nay, dự kiến kéo dài đến tuần tới. Phát biểu với báo giới, ông Kishida nhấn mạnh vai trò của chính phủ của ông là giải quyết các thách thức đang bị trì hoãn, và trên quan điểm đó, ông sẽ chưa giải tán Hạ viện vào cuối kỳ họp Quốc hội hiện nay. Một số chuyên gia chính trị dự báo ông Kishida có thể giải tán Hạ viện vào mùa thu sau khi cải tổ nội các, điều mà một số cựu thủ tướng Nhật Bản thường làm để làm mới hình ảnh của chính phủ mình. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường USS Michigan của Mỹ đã cập cảng Hàn Quốc lần đầu tiên trong 6 năm. Theo đó, tàu USS Michigan 18.000 tấn đã cập cảng căn cứ hải quân chính ở Busan, cách thủ đô Seoul 320 km về phía đông nam. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ có kế hoạch tiến hành các cuộc tập trận tác chiến đặc biệt chung nhằm tăng cường năng lực và sự phối hợp trong chiến dịch đối phó với các mối đe dọa an ninh. Được đưa vào hoạt động từ năm 1982 với vai trò là tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân, USS Michigan được chuyển thành tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa dẫn đường vào năm 2007. Tàu có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công bằng tên lửa hành trình Tomahawk. Sau những tín hiệu khả quan về tăng trưởng kinh tế trong quý 1 năm 2023, trong những tháng gần đây, nền kinh tế Trung Quốc đang đình trệ. Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê Trung Quốc, tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ tại nước này đã tăng lên mức cao kỷ lục 20,8% trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị nói chung vẫn ở mức 5,2%. Xuất khẩu cũng sụt giảm trong tháng trước, ngắt mạch tăng trưởng trong 2 tháng trước đó. Trong khi đó, sản xuất công nghiệp của Trung Quốc chỉ tăng 3,5% trong tháng 5, giảm từ 5,6% của một tháng trước đó, khi các nhà máy dần phục hồi toàn bộ công suất hoạt động. Doanh số bán lẻ, chỉ số chính của tiêu dùng hộ gia đình tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022, thấp hơn mức 18,4% của tháng 4. Trước các số liệu cho thấy nền kinh tế đang suy yếu, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc ngày 15 tháng 5 đã thông báo hạ lãi suất chủ chốt và bơm hàng tỷ nhân dân tệ vào các thị trường tài chính. Thưa quý vị, cuộc sống của người dân New Zealand đang rất chật vật khi quốc gia này rơi vào suy thoái ngay trong hai quý đầu năm 2023. Chính phủ nước này đang nỗ lực tìm phương án gỡ khó cho người dân và ổn định tình hình trong nước. Cơ quan thống kê New Zealand cho biết, nền kinh tế nước này đang có chiều hướng giảm sút do sản lượng từ một nửa số ngành công nghiệp của đất nước bị thu hẹp. Tăng trưởng của nước này cũng bị ảnh hưởng do tác động của hai cơn bão lớn và lũ quét ở Auckland vào tháng Giêng và tháng 2 vừa qua. Mỗi lần tôi đi đến cửa hàng tạp hóa, tôi lại tự hỏi mình sẽ mua cái gì. Lựa chọn mua gì cũng thật khó khăn, khi dưa chuột cũng có giá 6 đô la. Tiêu dùng hiện là một cuộc đấu tranh, giống như đi siêu thị. Tôi phải vật lộn để lựa chọn đồ ăn và đồ dùng, nếu không sẽ bị chi tiêu quá mức. Suy thoái kinh tế đã trở thành một vấn đề chính trị quan trọng khi New Zealand sẽ diễn ra bầu cử vào tháng 10 tới. Lạm phát ở New Zealand đang ở mức 6,7%, cao hơn nhiều so với mức mục tiêu của Ngân hàng Trung ương là 1-3%. Đây là cuộc suy thoái đầu tiên của New Zealand kể từ năm 2020 khi đại dịch COVID-19 khiến chính phủ nước này phải đóng cửa biên giới, làm đình trệ du lịch và gây tắc nghẽn xuất khẩu. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính New Zealand Grant Robertson cho rằng điều này là không có gì đáng ngạc nhiên. Năm 2023 là một năm nhiều thách thức khi tăng trưởng toàn cầu chậm lại, lạm phát duy trì ở mức ngày càng cao và kéo dài hơn. Bên cạnh đó, ảnh hưởng tiêu cực của điều kiện khí hậu đang tác động tới doanh nghiệp và các hộ gia đình của New Zealand. Trong khi nền kinh tế đang rơi vào suy thoái kỹ thuật, lạm phát của New Zealand vẫn duy trì ở mức cao 6,7%. Điều này đã trở thành lý do để phe đối lập trung hữu New Zealand đổ lỗi cho chính phủ lâm thời khi chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc bầu cử quốc gia.
Khi hàng trăm con chim được phát hiện chết dọc theo bờ biển Thái Bình Dương của Mexico vào đầu năm nay, các chuyên gia ngay lập tức nghi ngờ dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, chính phủ cho biết các dòng hải lưu Thái Bình Dương nóng lên liên quan đến El Nino, chứ không phải cúm gia cầm, là nguyên nhân gây ra hiện tượng chim chết hàng loạt. Bộ Nông nghiệp Mexico cho biết các xét nghiệm trên những con chim chết cho thấy chúng chết vì đói chứ không phải cúm. Bộ này cho biết nước bề mặt Thái Bình Dương ấm lên do El Nino gây ra, có thể đẩy cá vào vùng nước sâu hơn, mát hơn, khiến chim khó tìm thức ăn hơn. Hầu hết những con chim chết là bồ hóng, mòng biển và bồ nông. Chúng chết ở các bang trải dài từ Chiapas trên biên giới với Guatemala đến tận phía Bắc và phía Tây, đến Baja California. Theo kết quả khám nghiệm tử thi được thực hiện bởi các bác sĩ thú y và các nhà sinh vật học chuyên ngành, người ta phát hiện ra rằng những con vật này chết vì đói. Nguyên nhân có thể xảy ra nhất của sự kiện dịch tễ học này là sự nóng lên của vùng biển Thái Bình Dương do hiệu ứng khí tượng El Nino khiến cá tìm kiếm những vùng nước sâu hơn, lạnh hơn, ngăn cản chim biển bắt thức ăn. El Nino là sự nóng lên tự nhiên tạm thời và không thường xuyên của một phần Thái Bình Dương, làm thay đổi các kiểu thời tiết trên toàn cầu. Vào tháng 5, nhà khoa học khí hậu của Cơ quan Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ Michel Lerer cho biết, El Nino năm nay đã hình thành sớm hơn 1 hoặc 2 tháng so với thường lệ. Điều này tạo cơ hội cho nó phát triển và có 56% khả năng nó sẽ được coi là mạnh và 25% khả năng nó đạt đến mức siêu lớn. Phái đoàn gồm 4 nhà lãnh đạo châu Phi gồm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Tổng thống Comoros kiêm Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Phi AU Azali Assoumani và Tổng thống Senegal Macky Sall. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của Congo, Ai Cập và Uganda cũng cử đại diện tham gia. Theo một tài liệu dự thảo khung về chuyến công du, các nhà lãnh đạo châu Phi có thể đề xuất một loạt các biện pháp xây dựng lòng tin giữa các bên trong những nỗ lực dẫn dắt ngoại giao để giải quyết cuộc xung đột. Những biện pháp này có thể bao gồm Nga rút quân khỏi Ukraine, loại bỏ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga khỏi Belarus, đình chỉ việc thực hiện lệnh bắt giữ mà Tòa án Hình sự Quốc tế đưa ra đối với Tổng thống Nga Putin, đồng thời dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga. Dự thảo nêu rõ có thể đạt được một thỏa thuận về chấm dứt chiến sự và thỏa thuận ấy cần gắn với các cuộc đàm phán giữa Nga và phương Tây. Lâu nay Ukraine vẫn khẳng định sáng kiến hòa bình của riêng họ, trong đó có việc quân đội Nga rút khỏi Ukraine phải là cơ sở cho bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller hôm nay cho biết Washington muốn Tehran giảm căng thẳng và kiềm chế chương trình hạt nhân, ngừng hỗ trợ các nhóm ủy nhiệm trong khu vực thực hiện các cuộc tấn công và trả tự do cho các công dân Mỹ bị giam giữ. Ông cũng nhấn mạnh Washington đang tiếp tục sử dụng các cam kết ngoại giao để theo đuổi tất cả các mục tiêu này, song phủ nhận việc Mỹ có bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.